Đây là giải đấu hiếm hoi mà Thanh Thúy được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả Việt Nam trước khi sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm giác của bạn lúc này như thế nào? Thì thật sự em rất là vui và rất là cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ em trong thời gian qua. Mặc dù em không có thi đấu nhiều ở Việt Nam nhưng mà mọi người vẫn rất luôn là ủng hộ. Và em cảm thấy rất vui khi được quay lại và thi đấu cống hiến cho khán giả Việt Nam. Thanh Thúy bắt đầu với bóng chuyền như thế nào? Dạ thì thật ra là đối với bóng chuyền thì chắc có thể là dạ thì điều này cũng là rất là may mắn vì nhờ có huấn luyện viên Lương Phương Thượng đã tìm đến và tuyển sinh em tại nhà và trước đó thì em cũng có được xem bóng chuyền thi đấu thời chị Hoa, chị Huệ và các chị Yến hoặc là chị Minh thời rất lâu và em cũng đã có cơ hội được thi đấu cùng các chị nên em không biết trả lời câu đó sao.